Bang binh dòng tay mệt ba tụ binh ta tụ bơ chả tay nguyên Việt Nam. Hiện nay có càng bình hạp đi vợ này vợ phao công sản với dây binh mưa đạo cỡ ý thề như mô vợ ghét như mô tài xót. Có càng hạp vợ la bởi ai khoa à mà chăm bởi ả nạ buôn sang ta mự càng hạ thưa rê ả nôn Prejay nay, ý to chí phía, bởi ý phải nhập prej, yếu công sàn ngã sát này, bởi nên cơ dòng tư lưu. Lần ơn tưng, có chăng phải nhập tài yuân, yếu ta bình nạ trai bè bà, ta tụ tài nguyên, ta bù phà ra, tài phù nhập, nên có chăng nhập tài yuân bình ta thao lúc, tài yuân họ, cơ nên lưu. Xin chào mọi người, tôi tên là Ro Iklen. Tôi muốn giới thiệu về người thượng của tôi tại Việt Nam, tên là Rahlan Ken. Ngày tháng năm sinh của ông là 1968, làng Beng, xã Yachia, bên một huyện Yagrai, tỉnh Pleiku. Ngày vào tu ngày 7 tháng 10 năm 2003. Họ chết, anh ta chết là ngày 17 tháng 3 năm 2008 và còn phạt tiền là trong vòng 4 năm vì tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Điều đó cho biết rằng là Đảng Cộng sản ép buộc người dân chúng tôi phải bỏ đạo vì chúng tôi đạo tin lành của riêng tư của cai trị của người Tây Nguyên, cho nên họ ép tội chúng tôi là phá hoại chính sách đoàn kết để bắt vào tù và giết chết từng người. Và người tiếp theo là Siêu Block, sinh năm 1953, ngày 15 tháng 5. Ngày vào tù là ngày 12 tháng 2 năm 2001, trong lúc đó là ngày biểu tình trong tỉnh Pleiku do Amacham cầm quyền cầm đầu để đòi lại sự công bằng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Pleipring xã Ya Der huyện Yagrai tỉnh Pleiku bị phạt tiền 4 năm tù và ngày chết của ông là ngày 12 tháng 7 năm 2007. Và anh Kapak Nguyên, sinh năm 1983, làng Peo, xã Bơ Ngông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Pleiku. Ngày bắt vào tù là ngày 11 tháng 4 năm 2004. Bị phạt tiền 4 năm tù, phạt tiền money. Tới ngày họ chết là ngày 11 tháng 1 năm 2006 là họ chết vì bó thuốc độc. Nhưng họ viết vào giấy tờ là chết vì bệnh gan, bệnh tim. Nó là bị quá lạnh nên là đột ngột chết. Thật sự là Đảng Cộng sản Việt Nam đã có âm mưu bó thuốc độc và tiêm thuốc cho họ và cấm họ nói ra những sự thật. Và ông Remak Wom, sinh năm 1962, làng Bo Hai, xã Gia Phang, huyện Chư Pức, tỉnh Gia Lai. Ngày bắt vào tù là ngày 11
tháng 4 năm 2004, bị phạt tù 4 năm tù. Ngày chết là ngày 2016, ngày tháng là không có rõ, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam không có đưa ra quyết định là ngày chết vào ngày nào, tức là họ không có quan tâm đến người dân vì cái chết này. Cái chết này là chính Đảng Cộng sản Việt Nam giết, và người trong tù cũng đánh đập ông Ramahorn rất là nhiều. Và ông Ramahorn này là một người làm việc cho đất nước Tây Nguyên rất là cố gắng và đạt hiệu quả, cho nên người ta muốn giết ông để trả thù cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì điều đó tôi ở Hoa Kỳ này, tôi rất là tiếc về điều này, cho nên tôi muốn tìm công lý để đòi lại sự công bằng cho Ramahorn. Và người anh em cuối cùng là Khashoggi, sinh năm 1954, Playboy 2, xã Ea Phang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ngày bắt vào tù là ngày 11 tháng 4 năm 2004. Ngày bắt vào tù phạt tù 4 năm. Ngày chết là ngày 2016, ngày tháng không rõ. Trong năm người này là người tu nhân lương tâm tại Việt Nam đã bị Cộng sản giết chết. Nếu anh em có nhu cầu tham gia và muốn giúp đỡ họ thì hãy click xuống để liên hệ với số điện thoại của tôi và Facebook của tôi. Tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe những gì tôi đã trình bày, những người thượng ở Tây Nguyên đã giết chết về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Nhưng thật sự, người Tây Nguyên của chúng tôi không có biết chữ, không có đạo đức, không có biết chữ. Nhưng mà họ nói là chúng tôi muốn lật đổ chính sách đoàn kết của họ. Thật sự là quá là vô lý. Vì họ muốn giết chúng tôi để cướp lấy đất nước của chúng tôi. Và cho nên tôi yêu cầu những người cầm quyền ở trên hãy giải quyết cho chúng tôi để đòi lại sự công bằng từ Đảng Cộng sản Việt Nam và trả lại đất nước Tây Nguyên của chúng tôi để chúng tôi cai trị. Tôi xin cảm ơn rất nhiều và Chúa ban phước cho mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.